Hello 500 anh em đã trở lại về con cây 250 củ này. Và hôm nay sau khi lắp nước xong, chưa đến một phần, đó chính là phần cái win này, anh cũng phim win bản quyền mà. Và thứ hai đó chính là tối ưu hóa toàn bộ cái hệ thống để cho anh em xem là một cái bộ máy mới mua về chúng ta nên làm gì. Thì đầu tiên chúng ta cài win nha. Chúng ta có một cái USB, đây là USB à? Cái USB là nhỏ. À đây, đây là USB cài win. Bộ win bản quyền. Cài win, sau này có bộ win bản quyền luôn. Thì cài win thì mình sẽ trước mắt đấy, tại vì anh ấy dùng một con màn 49 inch nhưng mà thấy đầu video thì chúng mình sẽ cài tạm qua một cái là cái màn hình này. Đây là màn hình 4K. Đấy, thôi thì Tuấn Anh sẽ cài win. Đây là cài win đã. Sau đó trong lúc đợi cài win chúng mình unbox con màn 49 inch cho các bạn xem. Thì bật máy nhỉ? Bật máy thôi. Đấy, thì chúng mình đổi hết led sang màu vàng nhé. Nhìn cho nó tông sự tông với bộ máy. Như anh em thấy thì sau một đêm ấy thì nước chúng ta đã bị hạ xuống khá là nhiều bởi vì cái không khí trong còn trong cái rát ấy được đẩy dần ra và sau khoảng tầm nước nó sẽ tụt khoảng tầm trong khoảng tầm một tuần kìa. Rồi một tuần nó sẽ vơi bớt đi. Đấy. Do cái bong bóng khí này nó sẽ biến mất và thay vào đấy sẽ là nước nó sẽ giảm đi. Đấy, bong bóng sẽ hết. Bây giờ là gần không bong bóng rồi. Nhìn nó rất là kiểu thanh lịch rồi. Thôi cái win em. Lên chưa? Rồi. Đây nhá, anh em có thể cái giao diện của màn hình 4K. Đây. Màn hình 4K nhìn rất là to, đây là bàn tay của mình ấy. Đây là để là Full HD ấy, tí nữa vào cái bật 4K ấy. Cái win này khá là khó khăn bởi vì sẽ phải nhìn rất gần mới nhìn được chữ. Đây trước mắt thì bộ máy chúng ta chưa set up một cái gì cả nên là nó vẫn sẽ đang là cái chế độ mặc định của ASUS và tí nữa mình set up cho gió thứ nó êm ái. Tại vì dùng nước mà thì anh em quan trọng hơn là cái êm hơn là cái êm trước phải đến mát. Mát thì nó mát rồi nhưng mà êm thì nó chơi buổi đêm ấy nó đỡ nghe tiếng ù xung quanh. Đang cài đúng không? Đang cài. Đang cài rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ khui hộp con Samsung Odyssey G9 trị giá 31 triệu một con màn hình. Lấy con dao đã. Ngày trước thì đã có một vụ mà anh em mua con màn về dựng dọc lên G, thế là gãy đôi con màn luôn. Gãy đôi đúng nghĩa đen nhá. Tại con màn này nó rất là dài. Đây là tờ gì? Đây là tờ màn hình hỗ trợ độ phân giải 5120x40Hz. Đây là dây này. Anh em sẽ có... Uầy, dây thì mình sẽ khui hộp sau. Rất nhiều dây, Odyssey G9. Đây là cái, ta là cái nắp. Đây là cái chân rồi. Bây giờ ta làm gì trước? Lôi ra. Ờ đúng rồi, chứ bây giờ anh em mà cầm cái màn này ra chắc là gãy đôi màn mất. Với những cái màn to như này thì phải làm theo đúng cái hướng dẫn, không chỉ đơn thuần là tháo ra và lắp. Chứ màn bé thì có thể kiểu nó phiên phiến một tí được ấy. Và dù gì đấy thì phải là bước test màn trước khi đi, tại vì bộ cây này thì như mình nói đã chuyển phải chuyển vào Huế nên là ta phải đảm bảo sự an toàn ở con cây trước. Đây là cái chân nhá. Làm bằng kim loại hoàn toàn. Bạn rất giàu, bạn sẽ mua được con màn hình này. Nếu tính sơ sơ thì giá trị của nó là khoảng tầm là một con xe Vision nhỉ? 30 triệu thì chưa đủ nhỉ? 40 chứ, đúng không? Con này 40 mà 40 hay 30. Một cái chân đế nhìn nó rất là kiểu tương lai ấy. Nhìn mình liên tưởng đến cái trong game Portal, cái game Portal ấy, nhìn rất là giống. Đây, để đỡ lực có năm cái chấu ở dưới. Khi bạn chủ máy xem video này thì anh sẽ lúc mà nhận máy sẽ tháo màn hình cách đúng cách. Chứ anh đừng cầm lên để ra ngoài xem mà nó gãy màn đấy, tại vì con này rất là cong. Tôi chân đế đã xong. Mình để nguyên lớp ni lông nhé, để xem nó mới anh dùng luôn. À họ bảo chúng ta là phải cầm ở phía dưới này, không được cầm ở củ này, cầm ở củ sẽ gãy. Cầm ở dưới này là an toàn nhất. Ừ, có một cái lẫy ở đây. Rồi, hình như ok đấy. Rồi. Bạn viết rồi đây. Chúng ta phải đảm bảo nó không gặp vấn đề gì. Rồi. Từ. Xem bước tiếp theo. Sau khi lắp chân này, bước tiếp theo là ok. Rồi. Bước này yêu cầu hai người. Tuấn Anh. Em sẽ cầm cái này, cầm ở đây nhá. Ok. Đấy. Cầm đây đúng không? Còn anh sẽ lật cái này lên chứ không phải nhấc ra nhá. Anh sẽ lật nó lên. Cái hộp lên mà rút ngang này. Ừ, rút ngang ra. Ok chưa? Rồi. Ok này. À. Thì đã để cho nó đứng lên đã. Em nghĩ là để để cho nó đứng lên đi. Được chưa? Ok chưa? Giữ nhá. Ok. Rồi. Wow. Không đơn giản. Không đơn giản một tí nào. Rồi. Uầy. Từ rồi ta xem cái phương án tiếp theo đó chính là hàn sắt để bê cái này lên. Sẽ phải cầm hai bên này bê. Ui, khá nặng đấy. Bên này. Từ nhá, rồi. Bê đây, được chưa? Rồi, anh cho kéo dây ra đã. Rồi, ok.
túi ni lông này thì anh ấy sẽ chủ máy về anh sẽ bóc. Còn đây chúng mình chỉ test lên và chúng mình sẽ thử nghiệm một tí thôi. Rồi, Samsung Odyssey G9. Về dây màn hình, chúng ta dùng một dây là dây DisplayPort. DisplayPort. Đó, và một dây USB. Xong rồi đúng không? Một điều rất hay của MainBot Asus khi mà có mạng là sẽ tự tải phần mềm và tải driver về. Rồi, chúng ta chơi cái kia đi em. Okay. Chúng ta không chơi cái này nữa. Cái này xong rồi, nhiệm vụ của em đã hết. Hướng sử dụng. Đây là thông tin bảo hành bởi Samsung Việt Nam nhé. Sản phẩm chính hãng. Đây, cái độ cong của cái này em cảm giác nó khá là cong nhỉ, so với cái màn hình bình thường. Nó rất to, rất đẹp. Độ phân giải chúng ta là chưa cài driver màn hình. Đúng rồi. Chưa cài driver cả màn hình nên là chúng ta sẽ lên cài driver của NVDA. Driver. Rồi. Ui nó to nhỉ. Có thể chơi LOL, Hackmat thoải mái, như kiểu Hackmat ấy. Đây chúng ta sẽ đặt RTX 3090 nhỉ. Rồi chúng ta mất khoảng tầm 10 phút để tải cái driver này và còn một cái nữa đó chính là cái Gigabyte ạ. 3090. Quarter Fox đúng không nhỉ? Rồi. Lướt web và nhìn là nó hơi ngắn. Chúng ta sẽ mất tầm 10 phút nữa tải xong tất cả mọi thứ. Và mình sẽ tải thêm một phần mềm đó là không thường này có như có Cinebench trong mình cắm cái ổ game ở đây để có thể lấy cho chưa nhanh. Chưa cắm. Thì đợi xong mình sẽ reset mình tắt máy mình cắm cái ổ game ở đây để mình xem thử là nhiệt độ ban đầu nó là như nào. Nãy mình có cho BIOS thì CPU là 29 độ C. Cảm lạnh đấy. Cảm lạnh, CPU cảm lạnh. Hiện tại ban đầu thì nhiệt độ chúng nói chung là nó đang ở mức gọi là default và unlock hết. Nên là tí nữa mình sẽ optimize hệ thống cho nó để nó ổn định tất cả mọi thứ. Nó dễ hơn. Chúng ta còn vẫn 2 phút nữa. 415M rồi. Thôi chúng ta phải cài mấy cái Cinebench vào đây nữa. Catalog info đi. Cho nó đầy đủ các thứ đi. Tại vì trước khi mình sẽ dùng tính năng là AI Optimize của Asus nên là mình sẽ phải chạy cái Cinebench này khoảng tầm 3 đến 4 lần để cho hệ thống của máy có thể cân đo đong đếm được cái mức tiêu thụ điện cũng như là cái khả năng OC của CPU này trước khi nó ép vào cái mức xung là đấy vào đấy. Và là vào đây. Ở đây chúng ta có thể thấy là hiện tại CPU đang là 41 độ. Mức xung là chạy là 5,1. Chung là đang chạy ở mức khoảng là 4,9, 5,1 CPU có 45 độ rất là mát. Cạc màn hình của chúng ta DVRM đang có 39 độ C nhá. Cạc có 31 độ em ạ. Rồi, Armoury Crate đang cài phần mềm và gọi là cái Cinebench nó về đang xong chưa. Nước càng ngày càng rút đi nhá, tại vì vấn đề là rạn nữa khí ở trong rác đang càng ngày càng đẩy ra ngoài. Nên là nước không xuống trước mà để ở đây, nhưng bây giờ còn đến đây thôi. Nếu các bạn chưa biết thì chúng ta có một tổng LAN 2.5GB, một phải là 10G tức là các bạn đạt được khoảng tầm hơn 1GB, 1.25GB một giây nếu mà các bạn có mạng đủ khỏe. Sau đó đợi cái này, chúng ta sẽ có cái chạy nháp trước một hai phát Cinebench xem như nào. Đầu tiên là chạy toàn bộ CPU đi. Xem thử các thứ như thế nào. Thì ở đây chúng ta có CPU sẽ chạy ở mức 155W rồi nhá. CPU là khoảng tầm 66 độ. Chúng ta đây. Đây nhá, rất là hay. Asus chúng ta một cái là pump fan. Ở tập 1 là lắp pump fan và radiator fan này. Ở đây chúng ta có này. Tức là hiện tại quạt SK chỉ quay có 1600 vòng một phút. Nhưng mà con này là 2000 mấy à? 2200. Tức là quạt vẫn đang chưa hoạt động bắt công suất. Tại vì máy đủ mát rồi. Chúng ta không cần thêm nữa. Nhiệt độ này là quá mát rồi, không cần phải đến mức mà chạy hết công suất của quạt. Bơm đang chạy ở 4700 vòng. Vậy thì chúng ta xét bơm thành bơm hoạt động êm thử xem như nào. Tại vì bơm không cần thiết đến mức đấy. Đơn nhân hiện tại thì đây, một nhân. Đơn nhân chỉ nghĩ là khá là mát, 46 độ CPU này. Nãy có điểm đa nhân ở đây là từ 5.492 điểm. Nhưng không biết các bạn nào mà các bạn có ở nhà, các bạn thì so sánh thử với CPU các bạn ở nhà xem nào. Đây là mức gọi là mặc định từ phía Intel thôi. Thế là cũng chưa có gì gọi là can thiệp vào đây cả. Tiếp nữa sẽ cài xong hết tất cả phần mềm và tối ưu. Sẽ chạy lại đúng không anh? Đúng rồi, chạy lại. Chạy xem nào. Xung đơn nhân chúng ta đạt được khoảng tầm là 5.3 GHz. 5.3 GHz cho xung đơn nhân. Là mức xung đúng ở trên vỏ hộp chip 11900K. Có. Và đây là quạt CPU. Em thử xem như nào. Đây là tờ fan. Quạt bây giờ đấy, mát quá, nó quay có 1.3 vòng. Và quan trọng, anh em mà bảo dùng mà cần nó mát hẳn ấy, chỉ có thể đẩy đến 2.2 nhưng 2.2 ổn. Nó rất là ổn.
là chúng ta cần cân bằng, chứ là mát là mát vừa đủ thôi. Tại vì thực ra anh thấy nếu mà ví dụ chúng ta mà tản nước là quan trọng lắm, phải êm ái. Mà tại vì với cái tản nước thì anh em có một cái hệ thống hấp thụ nhiệt rất tốt và cái rác rất là dày, nên là tốc độ quạt sẽ để được thấp hơn so với các loại tản ôn nhu ăn thì sẽ phải để tốc độ quạt cao mới đạt được hiệu năng tản nhiệt như thế. Nhưng nước custom thì thoải mái, thì quạt tốc độ thấp vẫn chạy được mà. Rồi kia bảo chúng ta là đã cắt tạo dùng thêm được cái diffusion để cho nó thành cái đèn led nhạt thành màu vàng đấy. Đây là vàng thật không đấy hay để ra cam? Anh nhìn đây là màu vàng có vẻ như là không được vàng rồi. À đây vàng, đây vàng, có nút ấn ở dưới này luôn đấy, nó vàng đấy. Nó hơi ra cam nhỉ, có lẽ là led nó không được chuẩn màu. Em thử kéo vậy xuống một tí xem nào, xem nó vàng hẳn được không. Kéo xuống theo xuống dưới này. Ờ có lẽ là sẽ vàng hơn, vàng nhìn chừng vàng hơn. Vàng hơn, vàng sáng hơn. Để static đi. Hiện tại nhá, Aura Sync, mình sẽ bật Aura Sync toàn bộ tất cả mọi thứ này. Thực sự là vàng của Axus có vàng hơn. Vàng hơn. Hơi có nét thì đấy, màu giống màu xanh chuối đúng không? Tại vì bây giờ cả Gearbuy và cả Axus đều ăn vào con RAM này, nên là mình phải chỉnh trước. Đây Gearbuy và vàng của Gearbuy nhá. Em nhìn dễ nhất thì có thể nhìn trong hình RAM nhá. Đây là vàng của Gearbuy. Đây là vàng Gearbuy. Đây là vàng của Axus. Vàng này đẹp hơn nhỉ? Vàng này trông có vẻ dịu mắt hơn. Vâng, vàng này nhìn dịu mắt hơn. Và tùy anh em thích màu vàng nào hơn, nhưng mà thực sự là vẫn phải điều chỉnh. Và cái thứ hai chúng ta sẽ có là gì nhỉ? LCD nhỉ? Đây, điểm đơn nhân thì anh em thấy nó vãi không? 613 điểm đơn nhân. Tức là nó cao hơn 20% so với con 77K ngày trước. Xem ra đây rồi. Chúng ta sẽ để những cái gì? Thì đầu tiên mình sẽ để đó chính là đây, mình đang để chữ HNC nhé. Thì xem thử bao lâu chúng ta đây được chữ ở dưới, chữ HNC ở dưới đã không cần thiết lắm, nên mình để lại đó chính là cái nhiệt độ CPU nhỉ. Em nhiệt độ CPU theo dõi nhanh nhất rồi. Bây hiện tại nhá, trước mắt thì chúng ta đã đao gần như xong các phần mềm, thì bây giờ thử một tí đó chính là start. Không biết là nó có hiện vào BIOS được không. Đây. Được. Nhìn trông chữ to quá. Ừ, chữ quá to luôn. Đầu tiên nhá, chúng ta sẽ có Multicore Enchantment, chính ra để là enable, tức là bỏ hết tất cả mọi cái giới hạn về mức tiêu thụ điện của CPU, tại vì chúng ta có một cái hệ thống phản điện rất tốt. Các bạn thì đây, điểm full L 171 điểm, các bạn nhớ ngày trước ấy, một con Noctua NHD 14 ấy, nó khoảng tầm chắc là 100 điểm, hơn 100 điểm một tí. Rồi, CPU mình sẽ bật AI Optimize, CPU Core Radio, AI Optimize. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ có mức xung, tính như là vẫn đang là 5.3, mức bus RAM, XMP, 3600, 128GB. RAT fan sẽ để là silent, nó sẽ kiểu mọi thứ mình muốn tối ưu nó theo cái hướng gọi là êm ái. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ vào Win và thử xem là mức xung nó đạt được là khoảng tầm bao nhiêu. Và mình nghĩ với hệ thống tản này, nếu mà các bạn kiểu đỏ ấy, thì có thể chạy khoảng tầm 5.0 đến 5.1 on core là thoải mái. Nhưng mà cái này thì phụ thuộc rất nhiều vào cái việc mà nhu cầu sử dụng đến đâu. Ví dụ anh ấy mà làm mà để kiểu như là muốn làm về phim các thứ thì cũng không nên OC lắm, tại vì quotation thì nó không nên OC. Ưu tiên độ ổn định hơn. Ổn định. Còn đây thì để mức ổn định là Asus họ đảm bảo là ok. Tại vì chúng ta dùng cái AI Optimize tối ưu hóa xung từ tác dụng. Chúng ta sẽ xem thử trong HW Info. Rồi. À đây 4.8, trở lại cái mức chạy AVX là 4.8 rồi. Có lẽ game sẽ lên được hơn. Mức 4.8 là mức mặc định. Có lẽ là có cần một thời gian nữa để có thể là lên được đầy đủ. Và tính đây là mức xung nữa của chúng ta. À mức nữa chúng ta là 6.670 nhá. Thử sau Optimize xem là bao nhiêu. Ô, đây các bạn phải thấy là cái mức chúng ta đạt được là chỉ cần bật AI Optimize và không làm một cái gì cả. Đã từ 5.600 lên, từ 5.500 lên 5.800 rồi. Tức là các bạn được thêm 400 điểm, tức là 10% hiệu năng bằng cách chỉ cần bật Optimize. Bây giờ sau khi chúng mình đã gọi là bật cái tính năng AI Optimize của con CPU, còn cả cái tính năng Auto Scan nữa cũng khá là nhiều thời gian, khoảng tầm vài tiếng. Nên là chúng ta bỏ qua cái đấy đi. Thì bây giờ mình sẽ thử nghiệm trong cái Battlefield xem như thế nào. Thì chúng ta chơi đơn giản thôi, chơi thử cái phần prologue của nó. Và mình sẽ để tất cả mức ở max setting, bật ray tracing, bật tất cả mọi thứ của con này. Và các bạn có thể thấy là bình thường cái phần trên này và đây chúng ta bất ngờ màn hình, phần thông số hiện ra rồi. Rồi hiện tại thì đang loát cũng không có vấn đề gì lắm, mức FPS nó vẫn đang nhảy
loát thì chẳng vấn đề gì cả. Đây chúng ta có nhá, CPU 11900K, nó chạy 23%. Hiện tại mình đang để xét chế độ quạt, đó chính là quạt cực kỳ im lặng, nên là nó sẽ khoảng nghề khoảng tầm 75-80 độ. Đây là mức cực kỳ im lặng, yên tĩnh nhá. Còn nếu mà các bạn muốn mát hơn thì có thể set mức quạt cao hơn, nhưng mà đây là ưu tiên sự im lặng, nên chúng ta sẽ lấy những mức mức này thôi. Và CPU đang ăn là 119-120W, còn card đang là 3090-46 độ, card quá mát. Nhưng mà card ăn đến 300W rồi nhá, nhưng mà vẫn rất mát. Lúc nào cũng thế nhỉ, card màn hình lúc nào cũng mát hơn. Card màn hình do nó, em nghĩ là do nó tiếp xúc trực tiếp với đúng cả rồi, cái bề mặt đai, cho nên là cái khả năng hấp thụ nhiệt nó sẽ tốt hơn. Còn CPU thế nào đấy, nó phải qua một cái tấm thép ở phía trên, nhôm với thép phải kim loại đúng hơn. Rồi, hiện tại bây giờ là khoảng tầm 75 FPS. Sợ phết nhỉ, 3090 đấy, 75 FPS. Cảm thấy nó là 100% và đang khoảng tầm 49 độ. CPU chạy khoảng tầm 4.9GHz và có lúc nhảy lên 5.3, tức là cao hơn được 100MHz so với mức mặc định của Intel là, mặc định của Intel là 4.8, thì thế là có 4.9. Mình đang bật tất cả ray tracing với cả các thứ hình ảnh thì nói chung là cực kỳ đẹp, thật sự là nó rất đẹp. Mức khung hình trung bình đang là khoảng tầm 78-77. Và các bạn yên tâm nhé, tưởng mức 1%, tức là mức khung hình thấp nhất vẫn đang nằm ở 60, tức là không hề bị tình trạng giật khi mà chơi. Tổng hiện đã tiêu thụ của thằng máy này bây giờ là 350W của card này, 150, thì cho là 200 của CPU cho nó. Rồi, nó sẽ rơi vào tầm khoảng, em nghĩ sẽ khoảng 700-800W đấy. Tức là con 1200 này vẫn dư sức đủ, để đủ. Và cái quan trọng là cái bộ nguồn sẽ là công suất tối đa, tức là cái độ tiêu thụ điện năng hiệu quả tối đa khi mà các bạn chạy khoảng tầm 50-70% tải thôi. Tức là con nguồn này đang hoạt động ở cái mức gọi là rất là lý tưởng. Khi các bạn chạy ít quá thì nó cũng tốn điện, mà chạy nhiều quá thì nó cũng điện cái phần trăm từ cái phần hút từ bên ngoài vào và bên trong nó sẽ khác nhau. Và có những người đã dùng cái tản nhiệt 3090 bản cao cấp nhất của các hãng bây giờ hiện tại, nếu mà chạy cường độ liên tiếp thì cái VRAM ấy có thể lên tới khoảng VRAM ấy, cái nhiệt độ của VRAM ấy có thể lên tới hơn 100 độ, 104 độ, nếu mà chạy trong trường hợp mà chạy chạy thì rất dễ sẽ tình trạng thỉnh, nếu mà anh nghĩ là có thể sẽ bị chạy lâu, nó sẽ bị cái mới hàng nó bị lỏng đấy, đúng rồi, thế là ngày trước muốn cả của anh bị thế rồi. Chạy lâu quá là quá nóng, cho nên là FPS rất là tốt và phải tạm tắt đi. Và chúng ta sẽ có một cái nó bị quá nóng, bị rụng cái VRAM xuống, và vì thế là cái này mát là cả VRAM. Không biết có sensor VRAM không nhỉ? Em nghĩ là trong GPU Z sẽ có. Cái khu vực VRAM của rất là nóng nhất của chúng ta này chỉ có 62 độ. Đây, RAM, VRAM chỉ 62 độ thôi, tức là mát hơn 40 độ so với cái... Đúng rồi, mát hơn khá nhiều đấy. Thì cái sự nóng hiện tại CPU chúng ta đang khoảng là 81 độ với mức ăn điện đang là 223W, 240W với mức nhiệt khoảng tầm 82 độ, 83 độ. Và đây là cùng với cả card đang chạy 98% và ăn là 350W. Đây là hai mức rồi. Rồi, mình sẽ thử cái đo nhiệt xem là cái giả thuyết là nước nóng đi vào card có sợ không nhá. Quạt đang chạy thế này mắc công suất đây nhỉ. 2200W/phút. Rồi, ok nhá. Đây, để cho nó chính xác vào đây thì nước ở cái điểm đây ở điểm đầu ra của fit 38,39 độ C. Đây, 40 độ C, 40,4 độ C nhá. Đây là điểm nóng nhất của hệ thống thẳng nước, còn đây là điểm mát nhất là trên cái quạ, trên cái này. Trên con rát. Đây, trên con rát đây. 37,1 độ C. 36, 37 độ C. Tức là chênh nhau 3 độ. Thực ra là nó không có gì tác dụng. Không chênh quá nhiều. Không chênh quá nhiều. Đây thì nó rất là mát thôi. Còn lại cái này các bạn nghĩ tốc độ bơm là 1.5 lít/phút. Thì cái này nó cũng chả tác dụng có gì cả. Nước nó tuần hoàn quá nhanh trước khi mà bị nóng lên. Và đây là một cái mà khi các bạn gọi là chạy gọi là mắc ốp vào đấy. Mà chả bao giờ, mình nghĩ là chả bao giờ các bạn ở nhà có thể chạy được cái mức này. Đây là nên là mình gọi cái vấn đề là nếu mà các bạn gọi là chạy nước vào đây là gây nóng cả thì thực ra là không nóng đâu, nước đi quá nhanh mà. Và bây giờ chúng ta đã hoàn thành tất cả mọi thứ, coi như là máy đã hoàn thành xong rồi nhá, máy đã khá là ổn rồi. Bây giờ dỡ nước và đóng lại để chuẩn bị chuyển đi thôi. Rồi, đầu tiên có lẽ phải đóng cái màn hình này lại nhỉ. Rồi, chúng ta sẽ đóng màn hình trước để cho tiện. Rồi, để thu hết tất cả mọi thứ ra. Để
mình sẽ xoáy cái ống này vào. Đảm bảo an toàn thì mọi thứ sẽ phải tháo nước trước khi vận chuyển. Và về thì mình có bán kèm một cái bình châm để anh về anh châm nước. Rồi. Kéo lên à? Kéo rút lên. Kéo ra. Vặn cái bình cho không khí đi vào. Rất là xả, rất là mạnh. Hết nước rồi, bây giờ chúng ta phải đi dọc đường. Không phải dốc lại một chút xem. Được, nước vẫn đang về. Nước vẫn đang về đây. Thôi chúng phải dốc cây để anh giữ bình nhé. Giữ bình để dốc cây. Từ nhé, để anh nhận cái này về đây đã. Đang về đúng không? Đang về một chút rồi. Rồi, đang về. Chắc cả an toàn nhất là chỗ nước này. Chỗ này là chỗ cần an toàn nhất. Rồi, bây giờ sẽ phải dốc nghiêng lại một lần nữa xem nó có chảy về không. Đây, nghiêng. Đây, em bảo nghiêng. Đang vào. Nghiêng ra khỏi chỗ đấy mà chỗ này hết nước thoát nước khỏi cái này không? Rồi, cho vào đi em. Nước xuống rồi này. Hết rồi đấy. Bây giờ chỉ cần vặn này ra xong thôi. Chỗ này đâu. Cuối cùng thì chúng mình sẽ đóng lại và sau đó là mang đi gửi. Chứ nên là gửi hàng thì phải đóng gỗ sợ an toàn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại cùng máy ở Huế.